biết được thiên cơ, tiền bạc ùa về. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch, thần tài rót lộc, vận may liên tục kéo đến, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, tiền tiêu thả ga, giàu có đén già. Đầu tiên, xét cung mệnh tính cách cuộc đời tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Người tuổi Bính Thìn mang mệnh thổ, sa trung thổ, có tinh thần cầu tiến, lại chăm chỉ, nhẫn nại, luôn tích cực làm việc, không quản khó khăn, đầu óc tư duy linh hoạt, nếu nỗ lực thì chắc chắn sẽ giành được thành công lớn, có điều bỏ dở giữa chừng lại là một trong những thói xấu của người này. Người tuổi Bính Thìn rất lương thiện, dễ mùi lòng, đây là bản tính của họ chứ hoàn toàn không có chút gì xảo trá, tuy họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Bính Thìn là người linh hoạt trong giao tiếp, không phải lúc nào họ cũng giữ thái độ nghiêm túc, chân thành với đối phương. Đôi khi họ cũng nói chuyện bỗ bã với những người bạn thân thiết, đó là đặc điểm, tính cách trong con người họ. Đặc trưng của Bính Thìn là điềm tĩnh, khoan dung, kiên trì chân lý, niềm tin và khá bảo thủ. Họ có ý thức về bản thân, coi mình là tôn quý, khác với tục thế, vì vậy nên họ cô độc, ít bạn bè. Những người được coi là bạn thường ít chơi rất thân, có nhiều ân tình, nghĩa lụy và họ rất tôn trọng, yêu quý bạn bè. Bản thân họ yêu tự do, không thích khuôn khổ, ước thúc, tiết chế hay mực thước. Nhiều người tự kinh doanh hoặc làm tư nhân hoặc cũng thường tự do nghiên cứu và phát triển, quan điểm cởi mở và khá thoáng, chỉ cần có thể sinh ra lợi ích chính đáng là họ đi theo. Vậy nên tư duy của họ không theo lối mòn, thường có sự sáng tạo đặc biệt, cá tính của họ khá tùy duyên, cộng với ý thức về bản thân và tài năng vốn có, người này khá kiêu ngạo và hiếu thắng. Họ có những nguyên tắc vàng bất khả xâm phạm, tinh thần sáng tạo cùng với trí tiến thủ ở trên một nền tảng kiên cố, bền vững và khó có thể thay đổi suy nghĩ của họ. Khi nào bạn làm được điều này, chắc chắn phải là một nhà ngoại giao xuất sắc hay là một chuyên gia tư vấn tâm lý thượng thừa. Các tư duy và hành động đặc biệt ở chỗ, cứng rắn về nguyên tắc nhưng mềm mỏng, linh động về phương pháp thực hiện. Xét về bản mệnh, những người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, ngay từ khi còn bé đã là một đứa trẻ hiếu động, ham chơi, thích học hỏi, tìm tòi, khám phá mọi thứ xung quanh. Đến khi lớn lên, cuộc sống vất vả đã dạy và rèn luyện cho họ ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảm để có thể chinh phục được mục tiêu thử thách của mình. Những người tuổi Bính Thìn không bao giờ chịu bó buộc mình trong một không gian chật hẹp, nhỏ bé. Họ muốn vươn mình tới bầu trời xanh cao rộng để thỏa sức vẫy vùng và biến ước mơ của mình trở thành hiện thực. Vậy nên họ tự lập từ sớm mà tha hương xa nhà để gây dựng nên cơ đồ. Nhưng Bính Thìn ơi, ông trời không lấy hết của ai cái gì. Chỉ cần Bính thì tu tâm dưỡng tính, kiềm chế nóng giận, hạ thấp cái tôi và sống thiện lương thì vận may sẽ đến với bạn. Không có chiến thắng nào là ngẫu nhiên, mà tất cả đều cần một quá trình rèn luyện, chờ và chuẩn bị. Người ta bảo, người thông thái có 6 tiếng để chặt cây, thì 4 tiếng đầu tiên họ dùng để mài rìu. Cây rìu càng sắc, bước chặt cây càng nhàn, nên đừng vội vàng khi bạn chưa bắt đầu. Bạn đang chuẩn bị, đang mài rìu, đang trong đoạn chờ đợi thời cơ, chỉ có vậy. Bính Thìn phải kiên trì cho đến lúc thời thông thế thuận thì mới nắm bắt được vận may. Thì vận may mà vào tay của người không có trình độ thì cũng chẳng nắm bắt được thời cơ nhiều phần. Đối với Bính Thìn, ắt bạn đã chịu khổ thật nhiều, đã vất vả thật lắm. Ắt bạn rất nhiệt tình vì người, mà để lợi ích của bản thân xuống dưới. Lắm lúc ngậm đắng nuốt cay, nên cái may mắn của bạn sắp được gần tới đây, nó đến từ những thiện lành mà bạn đã trao đi. Cũng là một loại thực lực của bản thân, bao sóng gió tới chỉ cho bạn mài mòn đi góc cạnh, còn lại một con người yêu đời, yêu người, không hận thù, chẳng luyến lưu, không đâm chuyện, cũng chẳng quá bận tâm tới việc của người. Việc mình làm, người mình quan tâm thì mình chăm, khó mình thì mình lo, ít khi thờ than than với người ngoài. Tuy sở hữu khả năng nhạy cảm với việc dự báo trong tương lai của bản thân, nhưng họ không bao giờ sử dụng nó để nói ra hay can thiệp vào cuộc sống của mọi người xung quanh, ngoại trừ bản thân và gia đình. Một ưu điểm khác giúp Bính Thìn phát triển trên đường đời là nằm ở khả năng tự vấn. Cái năng lực tự vấn này giúp họ luôn phân biệt được phải trái đúng sai, biết đâu là thiện, đâu là thị phi. Đây sẽ là lúc những người không phải là mảnh ghép đúng trong cuộc đời bạn dần rời đi, những nhọc nhằn về nhân tâm, những mệt mỏi về nhân tính, những vỡ òa về tình người, trong từng mối quan hệ sẽ dần bộc lộ ra, sàng lọc qua rồi, ở lại sẽ không còn là đất cát, mà là những hạt tinh thể lóng lánh để đi cùng bạn suốt những năm tháng sau này.
Hãy nhớ rằng, khi bạn muốn leo lên người khác, ắt sẽ lắm kẻ phiền lòng. Thay vì tập trung vào vấn đề nhỏ, hãy để sức lực để tập trung giải quyết những câu chuyện của chính mình. Sẽ rất phí nếu bạn không làm, sẽ rất uổng nếu bạn không cố gắng. Giờ là lúc cung mệnh cuộc đời rộng mở, tập trung khảm nạm vào sự nghiệp tựu thành. Tuy tiền không mua được hạnh phúc, tiền là công cụ, nhưng đối với bạn, công cụ này có thể bảo hiểm cho toàn bộ những quan tâm trong cuộc đời. Thực ra Bính Thìn chỉ cần cố gắng, chăm chỉ, thì với tố chất của mình bạn hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân, khát vọng được phát triển, được khẳng định bản thân của người tuổi Bính Thìn như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ. Dù là việc gì họ cũng không thích phải khom lưng uốn gối, nghe lời sai phái. Họ mong muốn có thể độc lập, lên kế hoạch và tiến hành công việc. Con giáp này tượng trưng cho quyền lực, trời sinh được hưởng phúc phần, thông minh tài trí hơn người, may mắn tài lộc không kể xiết. Chỉ cần là lợi ích chính đáng là tiến hành, ngoài ra không bị ước thúc về tư tưởng hay chịu khuôn mẫu, nên họ thường tiếp cận với nhiều lĩnh vực mới của thời đại, ví dụ như công nghệ viễn thông, kinh doanh bất động sản, địa ốc thương mại hay du lịch. Một số khác thích yên tĩnh nên họ tham gia nghiên cứu triết học, tư tưởng, làm nông nghiệp theo công nghệ mới, do sáng tạo, có phúc đức hoặc có tài, nên hầu hết họ có những thành công lớn, tiền bạc tích lũy nhiều, thấp nhất cũng là người khá giả, phong lưu, hơn nữa là người giàu sang phú quý. Thứ họ cần quán triệt để tới với thành công, đó là sự kiên cường, sự quyết tâm, gạt đi những mâu thuẫn trong nội tâm. Người tuổi này thường sống lý trí hơn là tình cảm, nhưng nếu có người cần giúp đỡ thì họ vẫn sẵn sàng. Người tuổi Bính thì luôn có quyết định nhanh chóng, đi thẳng vào vấn đề và thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình khi ở trong các giao dịch quan trọng. Bính thì nên chọn những ngành nghề đòi hỏi tài năng, sáng tạo và được đánh giá cao như giáo viên, kỹ sư, đều sẽ thể hiện được khả năng trí tuệ của mình. Ngoài ra để kinh tế, tiền bạc của bản thân được dư dôi, thì bạn nên đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, vì họ rất phù hợp với những ngành nghề này. Với tính cách luôn suy xét thấu đáo, biết lắng nghe, giúp đỡ mọi người, nên những công việc chân tay sẽ không còn phù hợp với họ. Nếu làm các công việc về nghệ thuật, chính trị, thì người tuổi Bính Thìn sẽ cống hiến được hết mình và có sự thành công như mong muốn trong sự nghiệp. Cuộc đời của bạn là khởi nghiệp, là tỷ phú tự thân, độc lập tự cường, từ tiền vận hay tiền trung vận cho đến trung vận, bạn cũng nhiều lần lên voi, đôi lần xuống cầu, từng ở trên mây rồi lại hạ phàm nơi mặt đất, nhưng dù bao nghịch cảnh cũng không thể lu mờ được khả năng xoay sở của Bính Thìn. Người này luôn suy xét thấu đáo trong mọi việc, không phù hợp với những công việc cứng nhắc, không đòi hỏi đến tư duy. Họ nên lựa chọn nghề nghiệp sao cho có thể phát huy được hết khả năng và năng lực sáng tạo của bản thân. Một khi chứng minh được năng lực của bản thân trong một lĩnh vực nào đó, những cố gắng của họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Tính cách năng động, hoạt bát và tố chất hơn người cũng khiến họ thường đảm nhận vị trí lãnh đạo trong những ngành nghề mà họ tham gia. Thực ra người này chỉ cần cố gắng chăm chỉ, với tố chất của mình, họ hoàn toàn có thể trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân. Người này có phần sống hoang phí, những đồ đạc mua về thường sống theo sở thích, nhưng nhanh chóng chán ghét hoặc sẽ bị hư hỏng, nên suy nghĩ kỹ càng trước khi tiêu tiền để tránh lãng phí tiền bạc. Riêng bệnh thích mua sắm, nên dùng tiền để kiểm soát bản thân, nhắc nhở chính mình, nên chi tiêu hợp lý, mua những thứ đáng mua, có nguyên tắc cho riêng mình và giữ vững nguyên tắc ấy thì mới giữ được tài lộc bên người. Vậy, tử vi tuổi Bính Thìn từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 biến động như thế nào? Vận trình thay đổi ra sao? Mời quý anh chị cùng Minh Đường tử vi luận giải ngay sau đây. Đầu tiên, xét về mặt sự nghiệp, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi tháng 5 dương lịch tuổi Bính Thìn cho thấy, con giáp này nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn từ vận khí cát lành, được cục diện nhị hợp trợ mệnh nên công danh sự nghiệp khá lý tưởng. Tháng này sẽ là thời điểm để bản mệnh tăng tốc và có thể còn là bứt tốc để hoàn thành các mục tiêu của mình. Có lục hợp quý nhân độ mệnh, giúp tuổi Bính Thìn có nhiều sự phù trợ trong tháng, thăng tiến cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bạn sẽ khó tránh cảm giác tất bật khi có rất nhiều việc phải làm, đó cũng là điều dễ hiểu. Khi sự nghiệp sẽ là trọng tâm của bạn vào lúc này. Tháng Tân Dậu còn có nguyệt lệnh lâm đất, lâm quan, chủ về chức vụ,
nên sẽ có nhiều cơ hội để bạn có thể đẩy mạnh các kế hoạch công việc, biến những ý tưởng trừu tượng thành hành động thực tế. Thời cơ đã chín muồi, đây là lúc bạn chủ động theo đuổi mục tiêu, không nên chần chừ thêm nữa. Ngoài ra, tuổi Bính Thìn còn có thêm các phúc tinh cao chiếu, như sao Thái Dương và Thiên Ấn, nên càng làm càng thuận lợi. Đôi khi vẫn có những áp lực và thách thức xuất hiện, nhưng bằng sự nhạy bén, khả năng xử lý linh hoạt và nhất là có quý nhân giúp sức. Tuổi này vẫn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, tăng thêm độ uy tín cho chính bản thân, củng cố vị thế hiện tại. Cơ hội thì nhiều, nhưng bên cạnh đó, bạn cũng sẽ phải bỏ ra nhiều công sức mới nắm bắt được. Một khi tạo được nền tảng vững chắc rồi, thì chuyện thăng chức không còn khó khăn nữa. Bên cạnh đó, bạn cũng được khuyên nên duy trì tốt các mối quan hệ ngoại giao, tăng cường hợp tác để chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn vào sau này. Thậm chí, bạn còn có thể sẽ phải tốn kém không ít tiền bạc để duy trì các mối quan hệ tốt, nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng. Xét về mặt tài lộc, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi tháng 5 dương lịch của 12 con giáp cho biết, với đà công việc tiến triển thuận lợi, được nhiều cát tinh giúp sức, tài lộc của người tuổi Bính Thìn có điểm sáng bất ngờ trong tháng. Trong tháng, tuổi này được cục diện lục hợp hỗ trợ, lại có Thái Dương và Thiên Diêu hỗ trợ, rất có lợi cho đầu tư và các hoạt động cầu tài. Đặc biệt, việc hợp tác làm ăn vượng phát mạnh mẽ, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng lên trông thấy. Tháng này bạn càng chủ động sẽ càng gặp may, nhờ sự quyết đoán, dám làm, dám chịu. Những chú rồng thể hiện sự xông xáo trong mọi việc mà không nề hà khó khăn. Quyết định nhanh gọn, giúp bạn dễ dàng nắm bắt thời cơ, thậm chí không chịu ảnh hưởng của môi trường chung. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định, công việc tiến triển tốt, nên bản mệnh cũng có thêm những khoản thưởng, hoa hồng hậu hĩnh. Còn với người kinh doanh thì thời điểm này rất thích hợp để khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô làm ăn, mọi dịch vụ đều tăng, là thời điểm tốt để mở rộng và thúc đẩy kinh doanh. Hứa hẹn doanh thu tăng đột biến, đôi khi cũng phải liều một chút thì tài lộc mới đổ về nhà. Tuy nhiên, kiếm nhiều thì tiêu cũng nhiều. Đây chính là tình hình tài chính của bạn xuyên suốt cả tháng. Bạn có thể coi đó như là sự hưởng thụ cho thành quả lao động vất vả, nhưng cũng không nên vung tay quá chán, kẻo rất dễ xuất hiện hiện tượng phá tài. Bạn vẫn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tích lũy khoản cần thiết để dự trù cho những việc quan trọng sắp tới. Xét về mặt tình cảm, gia đạo, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Tháng này, tuổi Bính Thìn có sao đào hoa là Thiên Diêu chiếu mệnh và gặp cả nhị hợp thái tuế, nên nhân duyên rực rỡ, nhiều mối duyên tốt lành tìm đến, không chỉ tốt cho công việc làm ăn, mà còn giúp chuyện tình cảm cá nhân có khởi sắc. Tình yêu được chắp cánh, nên thêm phần thăng hoa. Cát khí giúp bạn giải hòa các khúc mắc tồn tại từ lâu, các cặp đôi đang yêu nhau có thể tính đến chuyện yên bề gia thất, người độc thân có nhiều cơ hội thoát cảnh chăn đơn gối chiếc trước hiện tại. Theo đó, bạn dễ dàng làm quen kết thân với người khác giới, nhưng quá nhiều vệ tinh cũng không phải chuyện tốt, nó khiến bạn dễ rơi vào cảnh ngày lắm mối tối năm không, nếu có tâm lý đứng núi này trông núi nọ. Một vài tuổi Bính Thìn độc thân, còn được người khác mai mối giới thiệu, nhưng tỷ lệ thành công không cao. Tốt hơn hết bạn nên tự tìm kiếm. Xét về mặt sức khỏe, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Sức khỏe tuổi Bính Thìn trong tháng 5 dương lịch năm 2024 âm lịch được dự đoán hoàn toàn ổn định, không phải lo lắng quá nhiều về phương diện này. Dù vậy, bạn vẫn cần điều chỉnh lại chế độ nghỉ ngơi và làm việc, đừng tham lam ôm đồm nhiều việc mà ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Lý do là bởi nguyệt lệnh lâm quan xuất hiện, mang tới các tin vui trong công việc, nhưng đồng thời, nó cũng thúc giục bản mệnh chạy đôn chạy đáo, tự làm tự lo, việc gì cũng đến tay, ôm đồm cùng lúc quá nhiều thứ, nên khó tránh khỏi cảm giác áp lực, mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Do đó, làm gì bạn cũng cần đặt việc chăm sóc sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu, đừng để bản thân kiệt sức vì làm việc quá tải. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Bính Thìn sinh năm 1978, đúng từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, tháng 5 dương lịch 2024. Xem tử vi tuần của 12 con giáp.
vận trình chưa mấy khởi sắc, báo hiệu người tuổi Bính Thìn sẽ có một tuần bận rộn, vất vả, đồng thời nhắc nhở mệnh chủ làm gì cũng thận trọng, lơ là khinh suất, lập tức vướng vào rắc rối. Nhìn chung, tình hình công việc bình ổn, không có biến động lớn, có chăng chỉ là một vài mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao, khiến tâm trạng bản mệnh bị ảnh hưởng. Tuổi Bính Thìn vốn suy nghĩ lạc quan, lại tích cực hành động, không cho phép mình rảnh rỗi quá lâu, lúc nào cũng luôn chân, luôn tay, nên mọi sự muộn phiền sẽ qua đi rất nhanh. Hơn thế, trong tháng, tuổi Bính Thìn được giải thần Cát Tinh nâng đỡ, sứ mệnh của giải thần rất lớn, giúp mệnh chủ hóa giải những điều hung hiểm, hóa hung thành cát, nên nhớ những khó khăn trước mắt chỉ mang tính tạm thời, ai kiên trì theo đuổi mục tiêu, ắt sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp. Tình hình tài chính trong tuần của người tuổi Bính Thìn cũng không có nhiều biến động, sẽ xuất hiện nhiều việc bất ngờ phải dùng đến tiền. Tuy nhiên, bản mệnh đã có sự chuẩn bị từ trước đó nên mọi thứ diễn ra trong tầm kiểm soát. Lưu ý, sự xuất hiện của đại hao hung tinh có thể gây một số ảnh hưởng bất lợi về vấn đề tiền bạc. Có tiền nên giữ cẩn thận, đừng hớ hênh, lộ liễu, kẻo tiền mất tật mang. Chi tiêu cũng cần có kế hoạch, đừng mua sắm quá đà theo hứng mà tiền một đi không trở lại. Chuyện tình cảm của người tuổi Bính Thìn bình ổn, gia đạo an yên, mâu thuẫn giữa các cặp đôi cũng giảm đi trông thấy. Tuy nhiên, cần đề phòng người thứ ba xuất hiện, gây sóng gió thị phi. Người độc thân vận đào hoa dần khởi sắc vào cuối tuần, tranh thủ ra ngoài mở rộng các mối quan hệ, đừng du rú trong nhà mà lỡ mất cơ hội tốt. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Thìn, Sửu. Tiểu nhân, Thân, Tý. Màu sắc may mắn, đỏ, nâu. Con số phát tài, 65-89-22. Tử vi tuần 2, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, tháng 5 dương lịch 2024. Vận trình tuần này của người tuổi Bính Thìn khởi sắc hơn đôi chút, nhưng nhìn chung, hung cát đan xen, hung nhiều hơn cát, vẫn nên hành sự thận trọng, cẩn tắc vô ưu. Trong tuần, sự ảnh hưởng của thiên hình hung tinh lên phương diện sức khỏe là rất lớn. Tuổi Bính Thìn cần đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng lơ là, sao nhãng, kiểu ngã quỵ lúc nào không hay. Ra ngoài chú ý trước sau, tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, sẽ hạn chế điều xui xẻo xảy ra. Ngoài sức khỏe bản thân, bản mệnh cũng nên quan tâm nhiều hơn tới thể trạng của mọi người trong nhà, nhất là người già. Vào tiết trời thay đổi, khiến cơ thể mất nước, mệt mỏi, rất dễ gây choáng váng, đột quỵ. Tình hình công việc tiến triển khá thuận lợi, tuy nhiên có điểm về sự thay đổi, dịch chuyển công việc, có thể là thay đổi chức vụ, vị trí hay đi công tác xa. Dù thế nào đi nữa, với những ai lạc quan, chủ động nắm bắt tình hình, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Ngược lại, nếu nghĩ tiêu cực, thành công sẽ không tới. Tài lộc trong tuần khá vượng, kinh doanh buôn bán cũng thuận lợi, đơn hàng đến tấp nập. Tất nhiên, kiếm được lợi nhuận càng cao, bản mệnh phải đổ càng nhiều mồ hôi, công sức. Làm ăn chân chính luôn vất vả như vậy đó, nhưng thường rất bền vững. Lưu ý, tiểu hao hung tinh ảnh hưởng xuyên suốt tuần, gây ra không ít rắc rối về tài chính. Nếu ai đó hỏi vay mượn tiền bạc, cần cân nhắc kỹ trước khi cho vay, tránh tình trạng tiền một đi không trở lại. Chuyện tình cảm của người tuổi Bính Thìn bình ổn, không có biến động lớn, đôi lứa cũng khó tránh khỏi lúc mâu thuẫn, cãi vã, nhưng mọi chuyện đâu rồi lại vào đó. Người độc thân vẫn mải mê phấn đấu cho công việc, sự nghiệp, tạm thời chuyện yêu đương không quá sốt sắng. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Tỵ, Hợi. Tiểu nhân, Ngọ, Mùi. Màu sắc may mắn, hồng, cam. Con số phát tài, 67-89-22. Tử vi tuần 3, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, tháng 5 dương lịch 2024. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, vận trình tuần này của người tuổi Bính Thìn có biến chuyển tích cực hơn, không có quá nhiều biến động. Vận quý nhân của bản mệnh dần tăng, không còn phải đơn độc nữa, làm việc gì tuổi Bính Thìn cũng có thể nhận được sự trợ giúp của những người xung quanh, dù sự giúp đỡ ấy khá nhỏ, đôi khi chỉ là vài lời động viên, an ủi, nhưng lại có sức mạnh tinh thần khá lớn, giúp bạn vượt qua khó khăn, trở ngại trước mắt, tiến đến thành công một cách dễ dàng hơn. Tinh thần làm việc của người tuổi Bính Thìn được cải thiện rõ rệt, dù là đầu hay cuối tuần, bạn vẫn miệt mài hăng say, những mâu thuẫn, lục đục nội bộ giảm đi trông thấy. Bản mệnh không phải gồng mình lên để chống lại những thế lực hắc ám, không phí quá nhiều thời gian để xử lý việc không đâu, khiến hiệu quả công việc giảm sút.
Tài lộc trong tuần khá vượng, giữa tuần là cơ hội tốt để bạn đẩy mạnh việc kinh doanh, buôn bán. Thời điểm này hứa hẹn thu được lợi nhuận cao hơn thường ngày, dù vất vả đến mấy, cũng cố gắng gồng, mọi thứ rồi sẽ qua. Phương diện sức khỏe tuổi Bính Thìn giảm sút do hứng chịu ảnh hưởng từ ngũ quỷ hung tinh. Bên cạnh đó, vì quá bận rộn với công việc, bạn không có nhiều thời gian cho việc luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe. Vì thế, thể trọng thì tăng, mà thể lực lại giảm. Chuyện tình cảm bảo toàn ở mức hài hòa, không quá thăng cấp, nhưng cũng không quá sóng gió. Áp lực cuộc sống cơm áo gạo tiền chi phối rất nhiều tới tình cảm vợ chồng, đôi khi vì quá mệt mỏi, mà cả hai lời chia sẻ, dẫn đến tình trạng hục hặc vì không hiểu nhau, nhưng một khi bạn lên tiếng giảng hòa mọi thứ lại đâu vào đó. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Sửu, Dần, tiểu nhân, Tuất, Mão. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Con số phát tài, 560987. Tử vi tuần 4, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, tháng 5 dương lịch 2024. Tử vi tuần mới của người Bính Thìn có cát có hung đan xen, có thách thức song hành cùng cơ hội. Bính Thìn vốn lanh lợi, nhưng lại rất hay bị cảm xúc chi phối, nhất là nữ mệnh, nên đôi khi làm việc thiếu hiệu quả, không được lãnh đạo đánh giá cao. Nếu biết và khắc phục nhược điểm này không sớm thì muộn bản mệnh cũng sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuần này, vận quý nhân của tuổi Bính Thìn dần vượng, bản mệnh có thể tranh thủ sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người để biến ước mơ trở thành hiện thực. Một mình hành động tuy đơn giản, dễ dàng, nhưng hiệu quả không thể cao bằng cả tập thể. Một cái đầu suy nghĩ không thể bằng nhiều cái đầu hợp lại. Vì vậy, hãy tận dụng sức mạnh đoàn kết của tập thể một cách triệt để, bạn sẽ thành công hơn hiện tại. Người kinh doanh, buôn bán có một tuần khá lý tưởng, tài vận sáng, thu chi cân đối, bạn có thể tích lũy được một khoản tiền lớn để dùng cho những tình huống cấp bách. Có sao thái âm trợ lực, nữ mệnh tuổi Bính Thìn mua may bán đắt, đầu tuần cũng như cuối tuần, hàng bán rất chạy, đơn hàng đều đều, tiền thu đầy túi. Sự ảnh hưởng của thất sát trong tuần khá lớn, nhắc nhở tuổi Bính Thìn đi đứng cẩn trọng, hạn chế đi ra ngoài vào buổi tối, tránh tai nạn bất ngờ. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Sửu, Thìn, tiểu nhân, Tỵ, Ngọ. Màu sắc may mắn, tím, hồng. Con số phát tài, 65-89-22. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trong đối nhân xử thế chỉ cần có sự kính trọng ở mọi nơi, mọi việc đều có thể được giải quyết. Con người không thể không có trái tim kính sợ, người cái gì cũng không sợ mới là đáng sợ nhất. Khổng Tử nói, người quân tử kính sợ luật lệ của trời đất, kính nể lời nói của người đức cao vọng trọng, người lớn tuổi và bậc thánh nhân. Từ thời xa xưa, con người đã có một truyền thống kính sợ, ví dụ kính sợ ông trời. Ông trời là đấng nhân từ và quảng đại, ông trời là công bằng, đề cao cái thiện và trừng phạt cái ác. Ông trời cũng nghiêm khắc, vì vậy mới có quan niệm, người đang làm trời đang nhìn, trên đầu ba thước có thần linh, nên không thể làm những việc trái lương tâm và làm một cách liều lĩnh. Một khi con người không có lòng kính sợ, thường sẽ trở nên không kiêng nể gì, muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên, cuối cùng phải tự mình nuốt lấy quả đắng. Hãy kính sợ và học cách khiêm nhường, ngước đầu thấy có ông trời, trong lòng kính sợ, ông trời mới có thể cho phần thưởng hậu hĩnh. Lòng kính sợ bắt nguồn từ niềm tin của con người. Chỉ khi trong lòng người có điều gì kính sợ thì mới có thể vừa kính, vừa sợ, mới có thể điều chỉnh, kiềm chế lời nói và việc làm của mình. Những người biết kính sợ thường đặc biệt khiêm tốn. Người xưa tin vào số mệnh, nhân quả, trước khi làm bất cứ điều gì, đều sẽ cân nhắc, biết rằng trên đầu ba thước có thần linh, nên không thể làm những việc xấu. Thời Đông Hán, có một người tên Dương Chấn, công chính liêm khiết, không mưu lợi cá nhân, được người đời khen ngợi. Có một lần, ông từ Kinh Châu đến Đông Lai, nay là Yên Đài, Uy Hải, Sơn Đông, làng Thái Thú. Trên đường đi qua huyện Xương Ấp, huyện Lệnh Vương Mật là quan viên được đề bạt. Khi ông làm thứ sử Kinh Châu, liền đích thân ra ngoại ô nghênh đón ông. Vào buổi tối, Vương Mật đến thăm Dương Chấn. Lúc cáo từ, Vương Mật đột nhiên từ trong ngực cầm ra túi vàng, đặt ở trên bàn nói, thật hiếm khi ân sư đến, ta đã chuẩn bị một món quà nhỏ để đền đáp công ơn bồi dưỡng. Dương Chấn nói, trước đây ta thăng chức cho ngươi, chính là vì ta biết tài năng thực sự của ngươi. Ta hy vọng ngươi sẽ là một vị quan tốt, phần thưởng tốt nhất mà ngươi có thể trao cho ta là phục vụ quốc gia thật tốt, không phải cho ta một cái gì đó cá nhân,
Nhưng Vương Mật vẫn kiên quyết, nửa đêm sẽ không ai biết đâu, xin hãy nhận lấy. Dương Chấn ngay lập tức trở nên rất nghiêm túc, nghiêm giọng nói, ngươi nói đây là lời gì? Trời biết, đất biết, ta biết, ngươi biết, làm thế nào ngươi có thể nói rằng không ai biết, không có người khác ở đây, chẳng lẽ lương tâm của ta và ngươi không có ở đây sao? Cảm thấy xấu hổ, Vương Mật vội vàng đi như một tên trộm và biến mất trong màn đêm dày đặc. Đây là câu chuyện nổi tiếng, Dương Chấn từ chối vàng trong lịch sử Trung Quốc. Tục ngữ có câu trên đầu ba thước có thần linh, điều đó càng khiến lương tâm con người phải kính sợ. Chỉ khi một người có ý thức kính sợ, họ mới có thể nói về lương tâm, nghĩa vụ, đạo đức, trách nhiệm, mới có thể hình thành tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và tinh thần dân tộc. Đây là cảnh giới cao nhất của một người, cái gì cũng không sợ, mới là đáng sợ nhất. Trong Hồng Lâu Mộng, người ta nói rằng Vương Hy Phượng quá tính toán, quá thông minh, nguyên nhân cái chết của nàng ấy cũng là do quá thông minh. Thực ra, Vương Hy Phượng thông minh cũng không có gì sai. Nhiều người cho rằng Vương Hy Phượng cả đời dở cho đối bại, lỗi của nàng là nằm ở sự không biết sợ là gì, nên đã làm cho nàng ấy đau khổ rất nhiều. Tất nhiên, điều này có mối liên hệ tất yếu với sự giáo dục của gia đình nàng. Vương Hy Phượng khi còn bé, cha mẹ đối với nàng có thể nói là bách lý, bách thuận, không dạy dỗ. Điều này dưỡng thành tính cách độc đoán, hống hách sau này của nàng. Mặt khác, trong nhà không để cho nàng được giáo dục văn hóa truyền thống, đường đường là tiểu thư Kim Lăng Vương gia, mà lại không biết chữ, chưa từng đọc qua thánh hiền của chư tử Bách gia, thánh nhân chi huấn một mực không biết. Đối với nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, không có bao nhiêu khái niệm và thiếu những chuẩn mực đạo đức cơ bản nhất để xử sự. Nếu không có đạo đức cơ bản và sự tự kiềm chế, tự nhiên sẽ trở nên rất đáng sợ, giống như mãnh hổ ra khỏi lồng, hoang dã khó thuần hóa. Con người nếu không có tín ngưỡng thì khó có lòng kính sợ, không có lòng kính sợ thì không có việc gì không dám làm. Người biết kính sợ thì thân tâm ngay thẳng, lời nói có phép tắc, nếu lá gan quá lớn lại không biết tiến lùi, nhỏ thì lỡ đời, lớn thì giết người. Trong lòng có kính sợ, không lo, không sợ, chỉ khi con người có lòng kính sợ thì mới có thể hành động thận trọng, người ta mới có ý niệm run sợ, mới không sao lãng, không nóng nảy, không bị danh lợi cá nhân làm cho lung lay, luôn khiêm tốn và ôn hòa, tuân theo sự điềm tĩnh và tĩnh lặng của tâm hồn. Trong lòng có kính sợ, sẽ không lo lắng hay sợ hãi. Nếu bạn quá rụt rè, hãy kích thích cho lòng can đảm. Nếu lá gan quá lớn, hãy tu luyện bản thân để biết tôn trọng chính mình và kính nể người khác. Chỉ khi có can đảm và tôn kính trong lòng, chúng ta mới có thể phán đoán và phân tích quy luật của sự vật, mới có thể từ từ tiến lên giữa khó khăn, mới có thể đạt được thành công trong cuộc sống. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch của người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.